hàng cùng với cả một vị khách mời của chúng ta là chắc chắn là các bạn đã nhận ra rồi đúng không ạ? Đây là tác giả Phan Hồ Điệp, mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Chúng tôi đang có mặt tại chương trình sách Lan tỏa yêu thương tại quảng trường Tiêu Quốc Học thành phố Huế. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ gửi một lời chào với quý vị khán giả. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình được quay trở lại Huế và thực sự bất ngờ khi đến với chương trình, bởi vì các bạn nếu mà nhìn ra xung quanh thì sẽ thấy là ở đây là một không khí vô cùng nhộn nhịp. Phía bên ngay bên cạnh mình là các em đang chơi những cái trò chơi cực kỳ là vui và náo động. Và đặc biệt là đúng như cái tính chất của chương trình là sách lan tỏa yêu thương, ngày hôm nay thì các bạn sẽ được chơi rất là nhiều các trò chơi với sách và sẽ cùng lan tỏa về văn hóa đọc sách để càng thêm yêu quý những quyển sách của mình đang có và sẽ có một thói quen về đọc sách tốt nhất. Và bây giờ thì mình sẽ cùng Hằng đi đến các cái gian hàng để xem là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các cái gian hàng nào. Các bạn cùng đi với mình nhé. Đúng như chị Phan Hồ Điệp vừa nói thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những gian hàng như quý vị có thể thấy. Có gian hàng về sách này, cũng có rất là nhiều những gian hàng trò chơi nữa. Và đặc biệt là trong chương trình Sách Lan Tỏa Yêu Thương thì chúng tôi sẽ cùng với chị Phan Hồ Điệp chia sẻ rất là nhiều những thông tin, những bài học ý nghĩa về sách để quý vị có thể nhận thức tốt hơn về kỹ năng đọc sách cũng như là văn hóa đọc. Chúng ta thấy là đây là một cái trò chơi mà mình rất là thích, vừa đỗ xe một cái là mình đã muốn tham gia chơi ngay. Đó là các bạn sẽ đi cầu khỉ trên một cái thanh cầu rất là treo leo, và bạn nào bạn ấy chắc là vừa mới tan học ra nên là vẫn còn đeo cặp sách và lưng áo bạn nào cũng còn đẫm ướt mồ hôi, nhưng mà các bạn có thể thấy là bạn nào cũng đang cười rất là tươi. Một điều mà mình đặc biệt thích nữa là ngày hôm nay thì là chương trình sách lan tỏa yêu thương thì được tổ chức ngay ở cái quốc nội Huế, và ngay đằng sau mình là một cái dòng sông rất là thơ mộng và mình không thể không yêu được. Người Huế thì cũng rất là dễ thương nữa, và mình coi đây là một sự may mắn khi được đến đây và được hòa chung với không khí này. Chúng ta sẽ đi tham quan một chút cái khu vui chơi của các bạn nhỏ ngày hôm nay. Ném vòng cổ chai đúng không ạ? Mình đơn giản nhưng mà khá là khó. Các bạn có thể thấy rằng là một cái gian hàng sách được dựng lên nhưng mà nó không khác gì một cái thư viện thu nhỏ. Cũng có các thể loại sách là văn học nước ngoài, văn học Việt Nam và chia ra thành các cái ô rất là xinh xắn. Mình nhìn như thế này mình ước ao là ở tất cả mọi nơi công cộng thì đều có những cái gian sách như thế này để các bạn sau mỗi một cái giờ học các bạn có thể ghé vào luôn ở đây ngồi đọc một cuốn sách sau đó quay trở về nhà. Và mình nghĩ đó chính là cái cách mà bồi bổ kiến thức một cách tốt nhất mà lại dễ dàng nhất. Và các bạn cũng có thể thấy là mặc dù là có ngoài nhiều trò chơi ở ngoài kia nhưng mà cái gian hàng này vẫn thu hút rất là nhiều các bạn ghé qua đây để đọc sách và chọn các loại sách. Và mặc dù là một cái gian hàng mới được dựng lên thôi nhưng mà có rất nhiều đầu sách phải không Hằng? Ở đây chúng ta có thể thấy là có văn học nước ngoài, văn học Việt Nam này, truyện tranh này, và còn có cả những cuốn sách khoa học dành cho các bạn nhỏ nữa. Đúng là như chị Phan Hồ Điệp nói là chị rất là thèm có những cái cuốn sách như thế này ở khắp mọi nơi dành cho các bạn là học sinh. Nếu mà mình đi lên những cái vùng cao đúng không ạ? Có một lần em đến vùng cao ở Tuyên Quang thì các bạn nhỏ ở cái điểm trường đó rất là khó khăn, và khi mà nhận được món quà là những cuốn sách đến từ các tình nguyện viên thì nó thực sự là nó còn quý giá hơn rất nhiều những cái đồ chơi hay là những cái gì khác đúng không ạ? Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi tham quan một chút về những cái đồ sách trong gian sách ngày hôm nay. Chắc là mình sẽ dừng lại hỏi chuyện một bạn xem là các bạn đang chọn cuốn sách gì và đọc như nào. Đây có một bạn là cháu La Hoàng. Thế à, cô là cô Điềm, con đang đọc quyển gì đấy? Cháu La Hoàng. Con thích quyển này đúng không? Thế ở nhà hàng ngày thì con có hay đọc sách không? Dạ có. Rồi, cô chúc con đọc sách vui vẻ nhé, cảm ơn con.